Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hội Phát Hiện. Trở lại với Lick Ad Cao Cao Bán thì hôm nay ID sẽ giới thiệu với mọi người một ad minh giáo server huyền phố tiến cấp 2 nha mọi người. Ad cao này là tên là Phong Sát, hay là được biết đến cái tên hồi xưa là Hồng Đờ đó mọi người, minh giáo của ông Thanh Già đó. Ad cao này là sở hữu lượng xanh gần 9k nha mọi người, thuộc tính hỏa công 28k1. Đây là những cái thuộc tính phụ nha. Xuyên thích là 8k3, giảm xuyên thích là 3k7. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau soi đồ nha mọi người. Đã full tinh thông rồi nha mọi người. Chân nguyên nè mọi người. Đây là thường đỉnh. Lão giám. Võ ý cấp 65 nha mọi người. Thần khí khí linh 13. Thú cưỡi là chúng ta có cánh hồng nè, nghiên thú lôi đình, thú cưỡi thuộc tính có gửi thiên mã 30 ngày. Bét thì chúng ta sẽ có một con củ lê phụ thể này, đây là những con bét phụ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi coi tủ thời trang và gương đồ cho mọi người, và sau đó chúng ta sẽ đi test đan cho mọi người coi. Đây, nhớ được tủ thời trang. Gương đồ nha mọi người. Tại vì AD làm clip trong cái khoảng khung giờ rất là sớm hoặc là rất là trễ, nên là mọi người nhìn khá là ít người. Thực ra là đại thế giới một rất là đông. Tại giờ mới có 7 giờ mấy sáng thôi. Rồi chúng ta sẽ có những cái báo danh lệnh là thêm một đợt này nữa, là một đợt này nữa là chúng ta sẽ được thêm 5 lá đó nha mọi người. 5 lá là tổng thêm 300 xanh, đó là nó lên được 9k mấy xanh rồi đó mọi người. Còn khá là nhiều người trong gương. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi test đam thôi. Để xem minh giáo 28k hỏa thì sẽ đam thế nào nha. Rồi chúng ta test đam thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ test đam F1 nha mọi người. Đam F1 khá là to luôn, 6, 7, 8 mét mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test nổ hỏa liên trả với AD thì có gần. X 29 x 300k rồi, chết queo luôn. Ôi phải lên giá cũng thật chứ. Nhảy một phát lên 300k mà chưa có rít đó mọi người, ghê quá.
Ok, thì account này hiện tại có giá rao bán là 16 triệu thôi nha mọi người. Đã tiến cấp 2 rồi nha. Bạn nào muốn mua account này thì mình có thể liên hệ với số điện thoại của AD hoặc là mình có thể comment phía dưới video clip này. 28k5 hỏa nha mọi người. Nếu mà muốn ví tịch lên đấy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip và hẹn gặp lại mọi người trong video clip kế tiếp nha. Bye bye mọi người và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhớ để lại một like và một share cho hội Phát Khiên nha.